Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đến kênh Thanh Nhã Vlog nha. Thì Thanh Nhã TV chứ. Lộn. Thì mình là Dạo Đỏ nè. Thì nay thì có mình dành với Sen với Nhã ở nhà mọi người. Mình toàn thì đi Châu Đốc với gia đình này. Thì mình có một miền cho anh này rất là hay. Đó giờ mình cho anh sao ta. Không biết sao nữa, muốn nói sao cho mọi người hiểu nữa chứ mình nói cũng không hiểu nữa. Thì mình nay mình cho anh cho mấy khứa này, cho lại mấy khứa trả hù cho từ trước đến giờ mình phải phục hù mấy mọi người. Bây giờ mình đi đặt cúc quay đi rồi mình nói cho mọi người nghe tiếp. Mày biết dạ, mày lại càng quà, mày gái mặt kẹt cả.
Nhưng mà ba cái quà hồi nãy giờ là tao muốn nói rồi đó. Nó giáo cái chát luôn á. Hồi nãy tao bị ba cái rồi đó. Cái mẹ nó bị gì vậy? Mày nãy giọt cái gì với nhau. Mày phát ai? Mày phát ai? Mẹ nó bị điên thiệt trời ơi. Thì cái gì nói cho nghe coi. Phải mày không? Mày lấy cái mày nói nó đặt như vậy. Mày phải nhẹo không? Mày có giỡn đó mày ơi. Cũng má nhìn mày. Tối mày đi đâu phi rồi chơi bắt đầu lao gì vậy? Thằng này nó mang nè tiếng quá trời ơi. Tao nhận mày nãy giờ rồi nha. Mà không nhìn nữa đó. Mày biết cái gì mày nói? Tao kêu mày nói chuyện mày. Trời lại đi vô rồi mày trời. Mày bị gì? Cái gì nói? Giờ nói mày bị cái gì mày nói? Bị cái gì mày nói? Mày chạy dữ trời. Tao không có dùng. Mà mày nhảy với mày. Tao không mày bị gì cái gì? Cái gì vậy? Tao nhảy. Tao nhảy không nhảy không? Gì vậy? Tao nói mày nãy giờ nha, đây lớn nha, không có nhỏ nha. Mày đừng có khùng khùng điên điên rồi mày quýnh nha. Mày nhỏ à. Trời ơi. Mày không có nhà gì vậy? Thôi từ 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 từ. Thấy mày giỡn đó, hồi đó cháy quýnh mày thiệt đó nha. Cháy rồi cầm mặt mày được đó. Thằng mày nó không được bình tĩnh gì vậy trời. Nó bị cái gì á, nó bị bình tĩnh đâu. Người ta bị cái gì nhậu không? Nó bị gì á ông ơi, cái đó nó xỉu hoài kìa. Má nó cũng vốn bớt vậy nè. Ủa, cái đầu ba sao tụi tả nữa. Sao? Nghe mày cũng đau. Nó bị cái gì á, chứ mày nói đâu. Cứ khơi mày lợi giải cho một. Đó vậy nó dám làm gì đâu. Này, hồi này đi, hồi nay thức khuya lắm. Rồi nó giật kìa. Má tay kia mất ngồi luôn nè, giật kìa. Tỉnh gì á? Tỉnh gì vậy? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Tỉnh chưa? Má nó vô mà sao nó ngủ nữa trời. Nó giận má nó trời. Má nó ngủ luôn luôn. Chưa xíu đi chè. Mày nó không đi đi. Mẹ mẹ mừng. Mẹ nó đưa mình tỉnh đâu rồi. Mẹ mình nói chuyện mình tỉnh. Thì tao mày bị cái gì? Bị cái gì nói? Má mất dạy gì trời. Má má quạo quýnh này cho mày. Cái chứ thằng vậy. Nó bị cái gì hết đó. Mày phải dẹo không? Mày tên dẹo đúng không? Mặn mày... Để phải rồi. Mặn nó vô đâu. Mặn nó kim quạo. Mà quýnh nó luôn giờ. Chạy dữ thằng đi trời. Còn mé. Cái gì cũng giọng quá. Ê, quay. Đừng sao quá, hẹn chứ không được bình tĩnh. Má giấc đi còn được. Rồi, bỏ xe đỡ đi hoài đi tắt. Bỏ đi xe mạnh. Trời ơi. Má trời. Dạ, vô mặt luôn vậy. Má này xí nó mắc dạy chứ trời. Má vô mặt luôn thấy đồ nó mắc nè. Mắc cái đâu cái gì? Hả? Mắc cái đâu nè? Má là gì trời? Để em luôn bình tĩnh gì vậy? Má đâu đi, tao không có chạy chỗ này đâu. Má nó bị cái gì á, em nó hẹn chứ bình thường nó đâu có chạy vậy đâu. Chở đi vô. Mày tỉnh chưa? Con cốc cho coi đi. Mày tỉnh chưa lên xe lấy xin nó hẹn đi. Chở ngáp vô rồi đi xuống. Dẹp. Rụng quá vô.
chuyện tâm linh luôn nha. Không biết nè, bây giờ mình hỏi nó không trả lời nè. Lắc đi đi, má sợ chuyện tâm linh đó. Về chở nó đi đi. Về tranh bản đồ đi, mình kêu lấy nó mẻ đi tao. Tao dán đi luôn. Đúng rồi, đi. Đi dẹp. Đi rồi. Bây giờ khi nó đi ra ngoài luôn đi, tôi lấy. Khi nó ra ngoài luôn đi. Nhanh. Ê, nhanh khi đi. Khiên luôn đi, khiên luôn. Khiên luôn. Khiên luôn. Tao kêu khiên luôn. Khiên luôn. Khiên luôn. Nhanh, tao tan kìa. Vô khiên đi. Má nó tan kìa. Tao khiên luôn đi. Khiên đi. Tao dài đúng không? Trời mẹ nó tan kìa nè. Trời, đuôi luôn rồi, đuôi luôn rồi nè. Trời đuôi luôn rồi nè. Đó, nó té rồi mà nó lại. Cái đó là không phải là chân mà là chả hù. Má tức rồi nãy giờ. Mẹ hãy quay cho mày gió hồi quýnh mày đẹp như mày. Mày có máy quay rồi mày gió mặt cho nó lại sao? Dạ. Nãy tao tưởng mày bệnh, tao mới quýnh lại mày nha. Bây giờ là giật như mặt mày thiệt nha. Mày nhỏ bị quýnh vô mỏ, tao quýnh vô mắt tao không nha. Má vốn sừng cái mặt vậy. Chứ nãy giờ anh cho anh xin lỗi anh nha. Tán kiểu đó, xin lỗi. Tao đập. Tao có, mày có máy quay là tao đập mày được rồi đó. Đập đi. Má gì để cho anh hoài tao tức thì cái lồng ngoài nhẹ bao đây. Giỡn như nó là nương gì. Nương với tao hay gì? Mày nương với gì hả? Mày nương với tao hả? Má, mày giỡn dùng ớt đâu. Để đi đưa coi tao chắc. Đâu luôn rồi. Dạ quá. Mẹ đi cái khác nha. Ok. Đầu lõ nó gì giống như mặt vậy? Có. Không, thiệt nãy giờ giải bộ quá chứ em tán anh danh vậy nhiều à. Nhẹ, nhẹ lắm ừ. Xin có hơi là nhẹ. Diễn tả cái khuôn mặt mẹ nó vỗ, hiểu không? Vỗ sao? Đau. Tổ quét mỏ nè. Mẹ nó vô mày nhớ cái mặt tao nha, nhớ mặt tao kỹ nha. Đâu, mày nhớ cái mặt tao kỹ đi nha, nha. Hiểu cảm ơn mọi người, kết thúc video tại đây mọi người. Nếu mọi người thấy hay, hãy cho một like, một đăng ký mọi người. Chào tạm biệt mọi người, bye bye.